Khi ông Tô Lâm nhường chức chủ tịch nước, tướng Giang hay tướng Cường sẽ tiếp quản? Kính thưa quý vị, trong 8 tháng đầu năm 2024, sự kiện lớn nhất đối với Việt Nam là sự biến động không ngừng của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Đảng đã tiến hành một cuộc sàng lọc chặt chẽ, loại bỏ và thôi giữ các cán bộ cấp cao có liên quan đến các vụ án tham ô, tham nhũng và vi phạm pháp luật. Đồng thời, Đảng cũng bổ nhiệm một số lượng lớn các vị trí lãnh đạo mới nhằm tái cấu trúc và củng cố hệ thống chính trị. Sự thay đổi này đã làm rung chuyển bức tranh chính trị của đất nước khi hàng loạt thành viên của Ban Bí thư và Bộ Chính trị, bao gồm cả những người có vai trò quan trọng trong quản lý quốc gia, phải rời khỏi vị trí của họ và đối diện với hậu quả của những hành vi sai trái và những vụ án tham ô nổi bật. Đây là một dấu hiệu rõ ràng về sự nghiêm túc của chính phủ trong việc đối phó với tham nhũng và tăng cường quản lý trong các cơ quan chính quyền. Mới đây nhất, khi cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, Chủ tịch nước Tô Lâm đã được bầu lên kế nhiệm vị trí của ông Trọng. Tuy nhiên, việc bác Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng và tính hợp lý của việc ông có thể hoặc có nên kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch nước hay không, trong bối cảnh chính trị Việt Nam đang có nhiều thay đổi. Điều này đang thu hút sự chú ý của dư luận về hướng phát triển của đất nước Việt Nam trong tương lai. Chúng ta sẽ không phán đoán đúng sai trong trường hợp này, mà câu hỏi được đặt ra là nếu Tổng Bí thư Tô Lâm từ chức, thì Đại tướng Phan Văn Giang hay Thường trực Ban Bí thư Lương Cường sẽ xứng đáng lên làm Chủ tịch nước. Chúng ta cùng tìm hiểu và phân tích qua video ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm nhiệm vai trò Chủ tịch nước đã từng được thực hiện trong giai đoạn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông đã giữ hai chức vụ trong hệ thống chính trị một thời gian ngắn cho đến Đại hội Đảng 13 đầu năm 2021. Khi ông từ chức và bầu vị trí đó cho ông Nguyễn Xuân Phúc sau cái chết đột ngột của Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào năm 2018. Một số nguồn tin cho rằng, tại hội nghị bất thường của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã được đề cử và trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí Chủ tịch nước. Trong truyền thống lãnh đạo của Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội là bốn trụ cột chính trong cơ cấu quyền lực, thường được dân gian gọi là tứ trụ. Mỗi người trong số họ chịu trách nhiệm lãnh đạo trong các lĩnh vực khác nhau, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý nhà nước, đồng thời giúp duy trì sự đoàn kết nội bộ trong đảng và tránh các xung đột quyền lực có thể xảy ra. Dư luận hiện nay đánh giá rằng nếu Tổng Bí thư Tô Lâm từ chức Chủ tịch nước, khả năng cao Thường trực Ban Bí thư Lương Cường sẽ là ứng viên hàng đầu cho vị trí này. Nhiều người cũng hy vọng Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sẽ là lựa chọn khác. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã thể hiện xuất sắc vai trò bảo vệ đất nước. Sự lãnh đạo kiên định và chiến lược của ông đã giúp củng cố năng lực quốc phòng và duy trì an ninh quốc gia trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế đầy phức tạp. Những thành tựu này không chỉ nâng cao uy tín của ông mà còn đóng góp quan trọng vào việc giữ vững hòa bình và ổn định cho đất nước. Khó ai có thể thay thế được vị trí của ông trong thời điểm này, khi sự nghiệp thăng tiến qua các vị trí lãnh đạo như Tư lệnh Quân khu 1 và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chứng minh năng lực vượt trội của ông trong việc lãnh đạo và quản lý quân đội. Tuy nhiên, sự tập trung vào lĩnh vực quân sự đã giới hạn phạm vi ảnh hưởng của ông trong chính trường rộng lớn hơn. Trong bối cảnh Việt Nam đối diện với những thách thức an ninh ngày càng phức tạp, vai trò của Bộ trưởng Quốc phòng trở nên cực kỳ quan trọng. Đại tướng Phan Văn Giang đã và đang làm rất tốt công việc của mình, đặc biệt là trong việc hiện đại hóa quân đội và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, sự chuyên môn hóa cao này cũng có thể khiến ông khó có khả năng thay thế vị trí Chủ tịch nước, một chức vụ đòi hỏi nhiều sự nhạy bén chính trị và khả năng đại diện quốc gia trên trường quốc tế. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận và các nhà phân tích chính trị, khi mà Việt Nam đang cần một nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm để dẫn dắt đất nước trong giai đoạn tiếp theo. Nếu được bổ nhiệm làm Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức lớn, từ việc duy trì ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, đến việc thúc đẩy quan hệ kinh tế và củng cố vị thế quốc tế của Việt Nam. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã có sự nghiệp sáng giá như thế nào để được dư luận đánh giá cao như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu về những cống hiến trong đời binh nghiệp và chính trị của ông. Ông Lương Cường sinh ngày 15 tháng 8 năm 1957 tại xã Phú Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ. Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông Lương Cường gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam từ rất sớm và đã trải qua con đường binh nghiệp đầy thành công trong quân đội trước khi chuyển sang công tác ở vị trí lãnh đạo cao cấp trong đảng.
Ông đã giữ nhiều vị trí quan trọng bao gồm Chính ủy Quân khu 2, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và hiện tại là Thường trực Ban Bí thư. Vào tháng 1 năm 2021, tại Đại hội Đảng lần thứ 13, Lương Cường được bầu vào Bộ Chính trị, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp của ông trong suốt sự nghiệp của mình. Đến tháng 3 năm 2023, Lương Cường được bổ nhiệm làm Thường trực Ban Bí thư, một trong những vị trí quan trọng nhất trong Đảng. Với vai trò này, ông chịu trách nhiệm điều hành công tác của Ban Bí thư và tham gia trực tiếp vào việc định hướng chỉ đạo các công việc quan trọng của Đảng. Với tư cách là Thường trực Ban Bí thư, Lương Cường nắm giữ một vị trí có ảnh hưởng lớn trong việc điều hành Đảng, đồng thời tham gia sâu vào quá trình quyết định chính sách của Đảng. Vai trò này giúp ông có mối quan hệ chặt chẽ với các lãnh đạo cấp cao khác trong Bộ Chính trị và là một cầu nối quan trọng giữa Đảng và chính quyền. Chủ tịch nước Việt Nam, mặc dù không có quyền lực hành pháp như Thủ tướng, nhưng lại có vai trò quan trọng trong việc đại diện cho nhà nước và trong quan hệ ngoại giao. Vị trí này cũng mang tính biểu tượng cao, thể hiện sự ổn định và tiếp nối của hệ thống chính trị. Chủ tịch nước đồng thời là người ký xác lệnh và phê chuẩn các đạo luật, bổ nhiệm các chức vụ cao cấp và giữ vai trò chủ trì trong Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Trong bối cảnh Việt Nam đang tìm kiếm sự ổn định, Lương Cường được xem là một ứng viên mạnh mẽ cho vị trí chủ tịch nước nhờ kinh nghiệm lãnh đạo dày dặn và sự uy tín trong Đảng. Ông đã thể hiện khả năng điều hành và xây dựng sự đồng thuận trong Đảng, điều này rất quan trọng trong việc đảm bảo tính liên tục của các chính sách chiến lược. Thêm vào đó, ông Lương Cường có sự hiểu biết sâu rộng về quân đội và các vấn đề quốc phòng. Điều này có thể là một lợi thế lớn trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á đang đối mặt với những thách thức an ninh. Khả năng điều phối giữa các lực lượng chính trị và quân đội cũng là một yếu tố quan trọng đối với bất kỳ chủ tịch nước nào. Tuy nhiên, Lương Cường cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Một trong những thách thức chính là việc duy trì sự cân bằng giữa các phe phái trong Đảng, đặc biệt là khả năng lãnh đạo độc lập trong việc đối phó với các vấn đề quốc tế phức tạp và đang phát sinh, nhất là trong bối cảnh mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ và các đối tác ASEAN. Dư luận nhìn nhận, mặc dù Đại tướng Lương Cường mới xuất ngũ chuyển ngạch sang lãnh đạo công tác chung của Đảng, nhưng tầm ảnh hưởng của ông trong chính trị là không hề nhỏ. Trong quân đội, Đại tướng Lương Cường được cho là nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các quân binh chủng. Có thể nói, sức ảnh hưởng của ông trong toàn quân được đánh giá là vượt cả Đại tướng Phan Văn Giang. Bên cạnh đó, Đại tướng Lương Cường là một vị tướng chính trị có quan điểm kiên định và tuyệt đối trung thành với điều lệ Đảng và Hiến pháp Việt Nam. Đồng thời, ông đặt công tác xây dựng Đảng là ưu tiên hàng đầu. Nhiều thông tin dư luận cho rằng Đảng đang thảo luận về việc bổ nhiệm một tân chủ tịch nước để bác Tô Lâm tập trung vào vai trò Tổng Bí thư. Chúng ta cũng chưa biết thông tin này có chính xác hay không, nhưng khả năng rất cao là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thôi nhiệm chức Chủ tịch nước. Và Đại tướng Lương Cường được xem là một ứng cử viên sáng giá để kế nhiệm. Kính thưa quý vị, có thể thấy rằng từ những năm 1978 khi chỉ là binh nhì, binh nhất, ông Phan Văn Giang đã trải qua một hành trình dài hơn 30 năm để đạt đến hàm đại tướng và được bầu làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào kỳ họp thứ 11 ngày 8 tháng 4 năm 2021 của Quốc hội khóa 14. Con đường mà ông đã đi qua đầy thăng trầm và cố gắng là một bài học về sự kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ. Thứ nhất, sự kiên định và quyết tâm. Trong những năm tháng đầu tiên khi chỉ là binh nhì, binh nhất, ông Giang đã thể hiện ý chí, nghị lực và quyết tâm vươn lên trong nghề nghiệp quân sự. Không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến, ông đã từng bước trưởng thành và thể hiện năng lực của mình. Thứ hai, sự liên tục trong học tập và phát triển. Suốt quá trình sự nghiệp, ông Giang luôn chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý và lãnh đạo. Điều này đã giúp ông có được những bước tiến vững chắc trong công tác và thăng tiến. Thứ ba, kinh nghiệm quân sự và quản lý. Với hơn 30 năm làm việc trong quân đội, ông Giang đã tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu về công tác quân sự, chiến đấu và quản lý. Những kinh nghiệm này đã trở thành nền tảng vững chắc giúp ông đảm nhiệm thành công các vị trí quan trọng, cuối cùng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thứ tư, vai trò và uy tín trong Đảng và Nhà nước. Sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước khi bổ nhiệm ông Giang vào vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho thấy ông đã được xem là một cán bộ có uy tín, năng lực và phẩm chất. Điều này càng làm nổi bật hơn nữa những nỗ lực và thành quả mà ông đã đạt được trong suốt quá trình công tác. Từ binh nhì đến bộ trưởng, hành trình của Đại tướng Phan Văn Giang từ binh nhì, binh nhất đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là một bài học về tinh thần kiên trì, quyết tâm và sự phấn đấu không ngừng nghỉ. Đây chính là những phẩm chất quý báu mà ông đã thể hiện suốt 30 năm trong sự nghiệp của mình.
Đánh giá khả năng trở thành chủ tịch nước, ông Phan Văn Giang có kinh nghiệm lãnh đạo ở nhiều cấp, từ địa phương đến trung ương, tạo lợi thế về hiểu biết và khả năng quản lý. Trong quá trình giữ các vị trí quan trọng như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Giang đã thể hiện năng lực ngoại giao và tư duy chiến lược. Ông cũng là Ủy viên Bộ Chính trị, chứng tỏ sự tín nhiệm từ các lãnh đạo cấp cao trong Đảng. Tuy nhiên, để trở thành chủ tịch nước, ông cần có sự ủng hộ và tín nhiệm rộng rãi từ các lãnh đạo khác trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng. Quan hệ và sự hợp tác nội bộ trong Đảng sẽ là yếu tố rất quan trọng. Yêu cầu của vị trí chủ tịch nước, vai trò chủ tịch nước đòi hỏi phải có đạo đức, tính liêm chính và uy tín cá nhân rất cao. Ông Giang được đánh giá là người có phẩm chất đạo đức tốt nhưng cần phải thể hiện rõ hơn nữa. Tuổi tác cũng là một yếu tố cần xem xét khi ông Giang đang ở độ tuổi trung niên. Sự thay đổi nhân sự cấp cao trong Đảng sẽ tạo ra cạnh tranh và ông Giang cần vượt qua các ứng cử viên khác. Tóm lại, ông Phan Văn Giang có những ưu thế nhất định nhưng vẫn cần phải vượt qua nhiều yếu tố phức tạp để có thể trở thành chủ tịch nước. Việc này sẽ phụ thuộc vào những diễn biến tiếp theo trong nội bộ Đảng. Trong khi đó, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường được đánh giá cao và có nhiều khả năng sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch nước. Xuất thân là một ủy viên Bộ Chính trị với trọng tâm là xây dựng Đảng, ông Lương Cường có nền tảng vững chắc về chính trị và tư tưởng. Khả năng lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược của ông đã được khẳng định trong nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng Đảng. Ông đã xây dựng một sự nghiệp vững chắc không chỉ về mặt quân sự mà còn trên phương diện chính trị với vai trò là Thường trực Ban Bí thư. Ông Lương Cường đã thể hiện sự khéo léo và uyển chuyển trong việc điều hành các hoạt động chính trị của Đảng, một kỹ năng không phải ai cũng có. Ông đã tham gia nhiều cuộc họp Bộ Chính trị về chiến lược phát triển quốc gia, nơi ông đóng vai trò then chốt trong việc định hình và ra những quyết sách lớn, từ chính sách kinh tế đến an ninh quốc phòng. Chính sự đa dạng trong kinh nghiệm và khả năng điều hành đã khiến Đại tướng Lương Cường trở thành một ứng cử viên sáng giá cho vị trí chủ tịch nước. Một vai trò đòi hỏi sự kết hợp giữa sức mạnh chính trị và tầm nhìn quốc gia. Đại tướng Phan Văn Giang là một nhà quân sự tài năng, nhưng chủ yếu nổi bật ở lĩnh vực quân sự. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông đã chứng minh năng lực lãnh đạo quân sự xuất sắc, đảm bảo an ninh quốc gia và củng cố lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, về mặt chính trị, ông chưa có nhiều cơ hội để thể hiện sự lãnh đạo toàn diện và tầm nhìn chiến lược như Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Vì vậy, trong bối cảnh hiện tại khi đất nước cần một nhà lãnh đạo không chỉ giỏi về quân sự mà còn có khả năng điều hành chính trị và xây dựng Đảng, Đại tướng Lương Cường đã nổi lên như một ứng cử viên sáng giá cho vị trí chủ tịch nước. Nếu được bổ nhiệm, Đại tướng Lương Cường sẽ mang đến sự ổn định và tiếp tục đẩy mạnh các chính sách phát triển quốc gia, đồng thời duy trì sự đoàn kết và đồng thuận trong Đảng và nhân dân. Tóm lại, ông Lương Cường với những ưu điểm về kinh nghiệm, uy tín và sức khỏe được đánh giá là một ứng cử viên sáng giá. Tuy nhiên, không thể khẳng định chắc chắn ông sẽ trở thành chủ tịch nước kế tiếp. Điều này sẽ phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của Đảng và những diễn biến mới nhất. Mong rằng những thế hệ sau nếu được kế nhiệm sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại. Bên cạnh đó luôn là tấm gương trong sạch, mẫu mực về đạo đức, phong cách, lối sống, có tầm nhìn chiến lược, biết quy tụ nhân tài và hết lòng phục vụ nhân dân. Quý vị nghĩ sao nếu tướng Lương Cường trở thành chủ tịch nước thay cho ông Tô Lâm? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video này để mọi người cùng tham khảo. Quý vị lưu ý rằng những nội dung trong video của chúng tôi được hiểu là quan điểm cá nhân và ý kiến của tác giả, không phải là quan điểm chính thức của bất kỳ tổ chức hay cơ quan nào. Chúng tôi khuyến khích người xem tự kiểm tra và tham khảo các nguồn thông tin chính thống và đáng tin cậy khác. Việc tiếp cận các vấn đề chính trị từ nhiều góc nhìn và nguồn thông tin khác nhau là cần thiết để có cái nhìn tổng thể và chính xác hơn về vấn đề được thảo luận trong video. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chúng tôi.